vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Mấy ngày rồi đó là không làm vì thưởng triều vần thì có mấy bạn đó là bình luận bảo mình làm đi. Bởi vì clip trước ấy thì mình làm theo thiên hướng đó là phun đám mạnh nhất luôn. Thì có mấy bạn đó là hỏi đó là em vào phạt nó bốc hơi luôn ấy. Thì ở clip này thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em một đó là bộ trang bị leo rank cực kỳ là tốt, kết hợp với bảng ngọc và phù hiệu nha. Thì ở giai đoạn đầu game thì mình sẽ phá bộ sánh trước. Ôi, thực sự ghét nhất đấy, lên danh cáo một xíu anh em ạ, ghét nhất là nó cứ sáng đó là cướp ấy. Cướp bùa thì nó không cướp được bởi vì đó là tém mình cánh rồi, nhưng mà nó cướp những con quay nhỏ ấy. Mà cướp những con quay nhỏ đó thì xíu nữa mình đi gánh sẽ không lên được level 4 này, cũng không hiệu quả được. Lên cáo thì người ta tận dụng gọi là những gì nhỏ nhặt nhất anh em ạ. Triều Văn đánh ở mức danh cáo thì cũng khá là khó nha anh em. Không phải khó vì chuyện gì cả, nhưng mà gió đó là đầu game khá là yếu thôi. Nhưng mà vẫn đánh tốt anh em ạ, mình leo rank vẫn rất là hiệu quả với Triều Văn luôn. Thì hiện tại bây giờ thì giai đoạn đầu game thì vẫn hoa hoàn thôi. Mình thì hơi thọt một xíu là gió mất một con quái, thì xíu nữa chắc là phám sóng vẫn chất lên được level 4 để có thể đi gánh. Với Triều Văn thì tém đánh nhau đầu game mắc kề nha anh em. Anh em cứ tập trung phám một xíu, lên level 4 mới có thể chơi được. Hiện tại thì chuẩn bị lên level 4 rồi, ok. Đã có level 4 rồi thì có thể đó là chơi được này. Nhưng mà phá này thì có vẻ là hơi khó rồi. Khi mà tém địch thì thấy sai rồi anh em ạ. Bên bàn thì Thoát, một vị tướng xạ thủ cũng cực kỳ là mạnh ở thời điểm hiện tại. Ui, này thì nhảy đen à. Tém bên bàn thì có hai xạ thủ thuộc dạng là mạnh nhất ở thời điểm hiện tại luôn. Đó là Thoát cũng như đó là Bờ Rái. Thì bây giờ mình nói chung thì cố gắng đó là vây phá một xíu thôi. Bởi vì hiện tại thì lên hàng rồng thì rất chỉ là mạo hiểm. Xạ thủ tém mình cũng thấp máu, SP thì cũng thấp máu rồi. Bây giờ mình sẽ ghé lên đó là cái bùi ở đường giữa này để có thể là rinh rập bắt mịt tém địch. Uầy, nhưng mà có thêm đó là Thón rồi anh em ạ. Pha này liệu có bắt được hay không? Chơi không, Vía ra đâu rồi? Uầy, tôi xong rồi, Vía ra không có choáng anh em ạ. Vía ra không có đó là chiêu hái đấy, có chiêu hái đã ăn được mạng của ra rồi. Thôi không ăn được thì lùi lại thôi, mình thì cũng hết chiếu rồi, về phám bố sánh thôi. Đối với Triều Vân thì rất cần đó là bố sánh, không thể nhường được anh em ạ. Bởi vì Triều Vân mà không có bố sánh thì phá một vòng có như đó là hết năng lượng mất rồi. Vì thế là Triều Vân thì anh em phải đi rừng thôi, còn đi ở lên ta thân thì cực kỳ là yếu. Kèm theo đó thì nội tài của Triều Vân ấy, khi mà hạ phù thì cộng thêm công vật lý nữa. Nếu mà anh em đi ta thân hà và hỗ trợ không được nhiều quá đó thì lượng đám công vật lý công thêm thì cùng rất chỉ là hạn chế. Nên là đi rừng phải phát huy tối đa được sức mạnh nhá. Thì hiện tại mình thấy đó là bờ rái của tém địch thì lùm lúa đó là màng của xạ thủ tém mình rồi. Pha này mình sẽ lại bắt này. Thì khi anh em đi gánh thì đừng có để lộ xá nhá. Ví dụ như pha này chẳng hạn, mình bọc đầu đường về của nó rồi. Ok, pha này thì chạy đâu bạn ơi, hết chiêu cuối. Oa, vẫn còn chiêu cuối à. Nhưng pha này thì chắc có lẽ là mình không cần đánh nó nhá. Khi anh em đánh nó đó là hết vách máu rồi thì anh em có thể bỏ chạy anh em ạ. Thì xỉu nữa là nó tự nổ đá mà chết thôi, chứ anh em ở lại ấy, nó mà hà được anh em phạt thì nó sẽ hồi phục luôn anh em ạ. Nên là anh em đừng có dài nhá, hiểu chất tướng một xíu thì giúp anh em sẽ dễ dàng đánh hơn. Ui, ui, thôi xong rồi. Và này đình đó là bừa, nhưng mà lượng máu của mình thì quá là thấp ấy. Ròn rèn rồi, pha này ghi đủ un tí này, bừa luôn để mất để un tí này. Thôi pha này 36 kế chuôn là thường sạch thôi. Rất may anh em ạ, pha đỏ thì ăn được màng khí đủ nên là mình hồi được một xíu máu. Đến từ đó là cái phù hiệu ấy. Đúng rồi, lử bố hay quá trời luôn. Quá đỏ thì cục tạo tiên đề là mình có thêm vài điểm hỗ trợ. Mà vài điểm hỗ trợ đối với Triều Vân thì gia tăng thêm với lượng công vật lý nha anh em. Bây giờ lại tiếp tục về phàm thôi. Thì không biết đó là mùa 17 anh em ở mực rank gì rồi, đã lên cao thủ hay chưa? Ai chưa lên cao thủ mà có nhu cầu đó là cây rank thì cứ nhắn tin cho mình qua Zalo nhá. Thì cùng chúc bạn luôn leo rank thật là thành công, tệ tái bần thì cũng có thể là nhờ cây rank, ok.
Cụ thể như thế nào thì anh em cứ nhắn tin qua Zalo, đó là Zalo thì mình gắn ở bên góc phải màn hình nha anh em. Thì hiện tại ôi tem mình đường rong lại toang rồi, pha này mình sẽ xuống hỗ trợ này, không biết có hỗ trợ được gì hay không ấy. Ôi cho nó vào trụ là mình bắt luôn, đúng rồi bắt luôn, chơi luôn, đúng rồi, có ma lốc quẹt sát thương chuẩn, mình cũng sát thương chuẩn nữa, lên bảng điểm số này, lùng lùa đó là hai cái màng thơm phức luôn anh em ạ. Tận dụng cái khoảng thời gian này, đó là trụ thì chắc chắn chưa lấy được bởi vì thể lính thì đang rất chi là thấp. Pha này thì sẽ tập trung đó là ăn rồng sống thì làm gì, ăn rồng sống thì sáng đó lùng lùa con bút sánh của tém địch nhá. Anh em thấy ma lốc di chuyển cũng cực kỳ là tốt đấy. Ma lốc tém mình thì anh em thấy cái tên chưa, ma lốc no pro là anh em biết chứ. Ma lốc cũng tục miên tục gì rồi anh em ạ, mình cũng không để ý cho tục miên gì phải ấy. Đó là cái lối di chuyển, đó là giúp anh em đó là sánh hơn và đối phương dừng, đối phương sẽ thọt hơn nhá. Thì hiện tại anh em thấy đi lại có giao tranh tiếp rồi, pha này anh em đi gánh là cứ bọc đầu nhá, đừng có cho đối phương biết mình đang ở đâu. Rồi pha này lao vào đấy, bừa luôn đấy, ui bừa lần ba người, đánh lần ba người thế này nó mới phê anh em ấy. Ui bốc hơi tripper cứu quả là nhanh luôn. Thơm anh em ạ, quýt tém mình a công lo được tầm này thì triều vẫn lo được rồi anh em ạ. À thằng này dám cướp bua này, thì dám cướp bua này, chạy đấu hết chạy đôi, pha này thì tạm biệt này lùng lùa thêm đó là một màng nữa, kiếm ngay cái màng thân thành. Vậy biểu đồ này thì Ngô Khống gặp mình là chỉ có khóc thẹt thôi anh em ạ. Giàng mà Ngô Khống này, rồi Rà mà gặp mình là chỉ có 24 đó là khóc thẹt thôi, không bao giờ xúc đám được mình. Vì thế là bộ trang bị này mình rất chi là khuyến khích đó là anh em lên nhá, khuyến khích anh em lên, đặc biệt là những anh em có kỹ năng đó là cách di chuyển chưa phải là quá tốt. Lùi bạn ơi, pha này ăn con bùa này rồi lùi này, tém địch ra đấy, ra hết rồi đấy. Đấy, tém địch 4-5 người luôn. Ui, thôi xong rồi, pha đỏ thì mình cũng không cứu nổi lử bố này anh em ạ. Lử bố là nó quyết tử thôi. Pha đỏ thì nó bắn vào trụ và 1 đổi 1 vậy là được rồi. Thì bây giờ mình làm gì? Thế anh em có thể thóm thì vừa đường dừa nhá. Pha này mình chưa ăn con bùa này vội này, chờ nó lại ăn này, 1-2 phát này, nó bắt đầu đó là hết chiếu rồi này. Đấy, rất chi là đơn giản và nhẹ nhàng. Đó là cùng một cách bắt mục tiêu nha anh em, khi cho đối phương đó là sử dụng hết chiếu rồi. Anh em lao vào thì đối phương không còn gì mà để mà bắn anh em nữa. Nó bắn hết 5 phát rồi thì chịu. Triều vẫn chỉ sợ đó là giai đoạn đầu game thôi, còn về giai đoạn V6 thì quá là ổn luôn. Về phù hiệu thì mình sử dụng bộ phù hiệu má tính nhanh cho Triều Vấn nhé, để giảm thời gian hồi chiếu tốt nhất khi anh em kích hoạt chiêu cuối. Mùa 17 hiện tại thì cái kiếm truy hồn thì cũng bị giảm sức mạnh khá khá anh em ạ, không còn khả năng đó là hồi phục nữa. Nên là nói chung thì mình sẽ thay cho nó bằng cái rìu nhé. Với cái rìu này thì cũng cực kỳ là mạnh và hữu ích dành cho đó là Triều Vấn. Ui, phan hay liệu bắt được hay không? Nó chạy mất rồi anh em ạ. Ui, pha này bắt luôn đấy. Này thì bật chiều cuối này. Chắc chắn thì nó lên bảng điểm số rồi. Này thì ra này. Pha này mình có huấn chương trói rồi mày. Này thì ra này. Thích chơi không? Chơi không? Ra combo mình anh em thấy nhá. Ra là một sát thủ nhá. Mình mà lên full đam thì pha đó chắc chắn mình không còn cơ hội để tẩu thoát nữa ấy. Nhưng mà anh em thấy thì mình có huấn chương trói, một món đồ kháng phép rất chi là tốt. Nên là anh em thấy ra combo mình thì cũng không xì nhế cho lắm ấy. Bây giờ thì sẽ tập trung đẩy trụ một xíu nhá. Ở trận đấu này thì Velet không thể chủ quan được, tém địch Velet cực kỳ là khỏe. Hướng nào Velet cũng khỏe cả anh em ạ. Nên là không thể chủ quan được nhá. Ui pha này. Ui lao lên ạ. Này thì lao lên. Ui anh em thấy. Bốc hơi gọi là siêu nhanh luôn. Quá là nhanh và quá là nguy hiểm. Ok, pha này tập trung đẩy trụ anh em này, lấy một đường lính siêu cấp thôi, win thì chắc có lẽ là vẫn chưa win được. Bởi vì tém địch thì khoảng 10 giấy nữa ra, công thì chắc chắn là chưa công được, có ghi đủ đẹp lính rồi. Nên là bây giờ sẽ di chuyển về và có thể đó là anh ta thân xế giá nha anh em, để có thể kết thúc trận đấu sớm và tốt. Về bảng ngọc dành cho Triều Vân thì mình sẽ lên như sau, ngọc đỏ sẽ lên cho nó 7 viên, đó là công vật lý và xuyên giáp 3 viên tỷ lệ chỉ mang, ngọc tím.
đó là tốc đánh tốc chạy và ngọc xanh đó là công vật lý và xuyên giáp nhé. Còn về trang bị thì mình sẽ lên những món đồ như thế nào? Đầu tiên thì mình sẽ lên cho nó cái rìu, món đồ đi rừng ấy, để giúp gia tăng cái độ chống chịu một xíu, cũng như là có thể đó là gây đám xung quanh. Tiếp đến ấy thì mình sẽ lên cho nó đôi giày nhé, giày thì giày kiến cương để kháng ít hiệu ứng khống chế. Tiếp đến sẽ lên cho nó là phức hợp kiếm để gia tăng thêm cái lượng đám. Rồi tiếp đến sẽ lên cho nó huấn chương trói kháng phép. Tiếp đến sẽ lên cho nó là thường xuyên phá và cuối cùng đó là cái nánh thì dưới 50% máu thì chịu thêm đó là 30% đám. Với build đồ này thì không hề sợ ngộ khống hay là ra sốc đám gì anh em cả, mà anh em cứ lao vào combat một cách thoải mái. Uầy, thế mình sau này bấm đầu hàng vậy trời. Uầy, mấy ông này không thích win à. Và này thì chắc có lẽ sẽ lùi lại một xíu nhá. Hiện tại thì xạ thủ tém mình lên bảng điểm số rồi, một nguồn sát thương chủ lực, nên là sẽ lùi lại một xíu, vẫn chưa win được anh em ạ. Thua ngược, uầy thua làm sao được mà thua, đánh cẩn thận xíu chứ. Uầy, mấy ông này lại giáo tránh rồi, uầy. Xem bên bàn giáo tránh đây anh em ạ. Pha này thì mình sẽ lại hỗ trợ nhá, bắt luôn này. Thì anh em đi bắt thì cứ đó là luôn sao, uầy. Anh em thấy bốc hơi. Uầy, mình tưởng là được cái mega kill ai xe là không được rồi anh em ạ. Double kill rồi kia, triple kill rồi kia, quá đa kill, uầy không được rồi. Vậy là chắc chắn trận đấu sẽ kết thúc ở đây anh em ạ. Tưởng là lùng được cái mega kill ai xe là không được anh em ạ. Ok, thì chắc chắn thì trận đấu sẽ kết thúc ở đây rồi. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip nhé. Nếu cảm thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần. Bye bye, chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thật là thành công.